Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Đảng ủy phường Kim Tân thành phố Lào Cai vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Đây là đơn vị được thành ủy Lào Cai chọn tổ chức điểm hội nghị chuyên đề cấp phường. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng như khó khăn phát triển đảng viên, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách lề lối làm việc của cán bộ đảng viên. Thông qua hội nghị nhằm đánh giá thực trạng công tác xây dựng đảng ở cơ sở, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là đối với đảng ủy phường và hệ thống chính trị ở khu dân cư, tổ dân phố. Từ đó tìm ra giải pháp thiết thực nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 80 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, ban hành kèm theo nghị định này là một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nổi bật là hỗ trợ công nghệ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Ngoài ra vẫn hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nước nhưng không quá 30 triệu đồng trên một hợp đồng trên một doanh nghiệp. Người định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Sau một thời gian gấp rút hoàn thiện, với sự hỗ trợ của tập đoàn Viettel, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai hệ thống phần mềm cấp QR code, giấy nhận diện ưu tiên dành cho phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội. Đây là hệ thống hoàn toàn tự động, Doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện tự kê khai hồ sơ, kê khai thông tin, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai. Khi đã khai xong tất cả, hệ thống sẽ tiến hành cấp QR code tự động. Theo đó, hệ thống cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR code trên địa chỉ http 2 gạch chéo gạch chéo luồng xanh drvn gov vn không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18 giờ ngày 26 tháng 8. Để đăng ký mới, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ HTTPS 2 gạch chéo gạch chéo vận tải drvn gov vn Sau khi nhận được mã QR code mới, đề nghị in và dán lên xe. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Vì thế mà gần dịp nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 4 ngày của năm nay, các homestay ở Bắc Hà gần như không có khách đặt. Trước khó khăn này, nhiều hộ kinh doanh và phục vụ du lịch đã chủ động kế hoạch chuẩn bị đón bắt những thời cơ mới khi dịch bệnh được kiểm soát. Thời điểm không có dịch bệnh, nghề nấu rượu truyền thống của nông dân bản phố được xem là một trong những hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị. Vậy nhưng hiện tại, bà con nấu rượu nhưng chỉ để ủ. Những hầm rượu như thế này đã được xây dựng lên để làm nơi cất trữ sản phẩm. Rượu được ủ trong hầm có nhiệt độ lạnh giúp sản phẩm đạt chất lượng cao hơn với mong muốn khi du khách trở lại địa phương, bà con sẽ có sản phẩm để bán. Rượu này được nấu với men hồng mi, bà con nấu từ đời ông, bà đến giờ vẫn như thế. Trước có khách du lịch, họ mua nhiều lắm, giờ có Covid, không có khách, nhưng vẫn nấu, cất vào đây, ít nữa bán, mong là hết dịch bệnh thôi. Chỉ ít ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 4 ngày. Trước đây homestay của gia đình chị Ma Thị Dí ở xã Bản Phố khách đặt kín chỗ, nhưng nay thì hoàn toàn khác. Không có khách, chị tập trung cho việc chỉnh trang cơ sở lưu trú. Trước mắt, việc nuôi lợn và trồng cây ăn quả được xem là cách làm hiệu quả, bởi đây sẽ là một trong những sản phẩm phục vụ du khách khi dịch bệnh được kiểm soát. Trong thời gian tới đây, gia đình tôi cũng có dự định là trồng thêm các loại rau như rau cải xoăn này, bóc cải giúp cho gia đình có thêm ít thu nhập chủ động để mọi biện pháp để ứng phó với dịch bệnh trong những thời gian khó khăn này. Chỉ đạo các cái hộ gia đình là tranh thủ chỉnh trang nhà cửa, rồi là cải tạo lại vườn tạc và uh, siêu tầm lại những cái uh, gì mà uh, liên quan đến cộng đồng của bản sắc người Mông ở trên địa bàn xã là chưa đầy đủ thì uh, siêu tầm đầy đủ hơn để chỉnh trang làm sao cho nó đảm bảo hơn về thứ nhất là về uh, về vấn đề uh, chỗ nghỉ thứ hai nữa là về chỗ tham quan để làm sao phục vụ tốt nhất khi mà hậu Covid đã kết thúc thì là tiếp tục phục vụ cho du khách đến với lại địa bàn xã. Huyện Bắc Hà hiện có trên 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay. Ngoài sự chủ động vượt khó của chủ các cơ sở, thì cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung tuyên truyền, tìm kiếm nguồn đầu tư, thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh. Huyện cũng sẽ có cái định hướng, thứ nhất là phát triển bản phố trở thành một cái điểm du lịch đặc sắc của huyện Bắc Hà với cái nền cái cốt đó là cái văn hóa đặc sắc của người Mông quy hoạch toàn bộ các cái diện tích khu vực trung tâm gắn với đô thị sinh thái và gắn với cái du lịch nhất là du lịch đặc sắc của đồng bào người Mông. Sự linh hoạt chủ động vượt khó của người làm du lịch và những định hướng hỗ trợ của chính quyền địa phương như tại Bắc Hà là hết sức cần thiết, giúp sẵn sàng các điều kiện để đón bắt cơ hội ngay khi du lịch phục hồi sau đại dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết đã đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo chính phủ giao bổ sung 94.714 biên chế trong giai đoạn 2021-2025, trong đó riêng năm 2021 đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Chính vì vậy, các địa phương đã chủ động giả soát đội ngũ giáo viên hiện có để xác định số lượng biên chế giáo viên cần bổ sung cho từng cấp học xây dựng lộ trình các giải pháp khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao hiệu quả việc tinh giản biên chế. Tại Lào Cai năm học 2020-2021 thiếu hơn 840 giáo viên các cấp, trước mắt để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý để Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được hợp đồng giáo viên theo quy định trong khi chờ tuyển dụng. Sau khi tuyển dụng, nếu các đơn vị còn thiếu giáo viên do không tuyển dụng đủ số chỉ tiêu cần tuyển hoặc do biến động giảm, đơn vị được tiếp tục hợp đồng để đảm bảo giáo viên đứng lớp. 20 thí sinh và dự án của Lào Cai đã lọt vào vòng trung khảo cuộc thi thách thức sáng kiến kinh doanh năm 2021. Cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh năm 2021 do tổ chức IDS Action, Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên hai tỉnh Lào Cai và Hòa Bình tổ chức. Tại vòng trung khảo, các thí sinh phải xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm, hoàn thiện đề án kinh doanh của mình sau khi vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học được trong khóa tập huấn và nộp lại cho ban tổ chức, ban giám khảo chấm điểm. Cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh là cuộc thi dành riêng cho thanh niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 16 đến 30 có các sáng kiến khởi nghiệp và kinh doanh đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực phát triển thủy sản, người dân xã Bản Qua, huyện Bát Sát đang tập trung cho việc nuôi một số loại thủy sản đặc sản. Nuôi cá lăng chấm, cá chép, cá chấm giòn đã giúp bà con nông dân có thu nhập cao hơn. Từ năm 2011 đến nay, gia đình ông Nông Văn Vảng vẫn giữ được nghề nuôi cá lăng chấm bởi không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Cá lăng chấm nuôi khoảng 1 năm rưỡi mới đạt trọng lượng từ 2kg 2 kg đến 2,5 kg, đủ điều kiện xuất bán. Bù lại, giá cá luôn ở mức 100 000 một cân tại ao. Nhưng đây là loại cá khá khó tính, nếu không có kinh nghiệm thì khó thành công. Nuôi cá lăng thì lứa đầu thì thấy được, lại cứ nuôi tiếp thôi. Có nuôi mà nó hay chết lúc còn bé. Mà hiệu quả nó cao hơn. Họ và câu thì không tính tiếng. Cứ câu lên con cá to thì tính tiền to thì vẫn thành tiền hơn mang ra chợ bán. Hộ gia đình ông Lý Văn Pìn mới gắn bó với nghề nuôi cá 3 năm nay. Toàn bộ diện tích ao là ruộng trồng lúa kém hiệu quả trước đây. Học theo bà con trong khu vực, ông Pìn nuôi cá chép lai theo hình thức bán công nghiệp. Lượng thức ăn công nghiệp sẽ giảm dần và dừng hoàn toàn trước khi xuất bán khoảng một tháng. Cách làm này giúp cá đạt chất lượng cao hơn, nhưng quan trọng là phải nắm vững kỹ thuật trong chăm sóc cá. Mình nhìn thời tiết là có mưa thì mình sẽ cạn đi một phần ba nước ao và quái vôi. Sau đó để ý mà thấy nó ra bờ ấy là nhìn cái màu sắc của thân nó có thay đổi không? Nếu có thay đổi phải sử dụng thuốc. Bà con nông dân bản qua đã thực hiện chuyển đổi hàng chục hecta ruộng kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá từ nhiều năm trước. Theo tính toán, mỗi hecta ao mang lại thu nhập từ 250 đến 280 triệu đồng và sẽ tăng cao hơn đối với những loại cá chất lượng. Chúng tôi sẽ chú trọng vào nuôi những cái con cá nó có giá trị kinh tế lớn, ví dụ như là cá lăng, cá chép giòn, cá chấm giòn và cá quả. Mục đích là thay đổi cái phương pháp nuôi truyền thống và các cái loại cá truyền thống thì chúng tôi chú trọng vào cái các cái loại cá mà đem lại ra giá trị kinh tế cao cùng với phát triển thủy sản. Bản qua cũng đang khai thác thế mạnh là địa phương gần trung tâm huyện và tỉnh để phát triển mô hình câu cá thư giãn, qua đó gia tăng giá trị cũng như mở thêm cơ hội làm giàu cho người dân địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.